Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 21 tháng 6 đã công bố kế hoạch phân bổ 55 triệu liều vaccine COVID-19 còn lại trong 80 triệu liều vaccine mà ông Biden đã cam kết tài trợ cho các quốc gia, đài CNN đưa tin. Theo thông báo mới đây, Nhà Trắng cho biết 75% trong số 80 triệu liều vaccine ban đầu sẽ được chia sẻ thông qua cơ chế COVAX của Liên Hợp Quốc và 25% còn lại sẽ được gửi trực tiếp tới các quốc gia có nhu cầu. Mục tiêu của chúng tôi là tăng tỷ lệ bao phủ tiêm chủng vaccine COVID-19 trên toàn cầu, chuẩn bị cho làn sóng dịch bệnh, ưu tiên nhân viên y tế và các nhóm dân số dễ bị tổn thương khác dựa trên dữ liệu sức khỏe cộng đồng, đồng thời giúp đỡ các nước láng giềng của chúng tôi và các quốc gia khác có nhu cầu, thông báo của Nhà Trắng cho hay. Đầu tháng này, Mỹ đã công bố kế hoạch chia sẻ 25 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho các nước đồng minh, các quốc gia thuộc khu vực châu Á, châu Phi, Mỹ Latin và Caribe. Trong đợt phân bổ 55 triệu liều vaccine COVID-19 này, Mỹ đã nêu chi tiết các quốc gia sẽ được nhận gồm. Khoảng 41 triệu liều trong đợt phân bổ này sẽ được chia sẻ thông qua cơ chế COVAX, trong đó khoảng 14 triệu liều sẽ được chuyển đến khu vực Mỹ Latin và Caribe, bao gồm Brazil, Argentina, Colombia, Peru, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Guatemala, El Salvador, Honduras, Haiti, Cộng hòa Dominica, Panama và Costa Rica. Khoảng 16 triệu liều sẽ đến các quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á như Ấn Độ, Nepal, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Afghanistan, Maldives, Bhutan, Philippines, Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Lào, Papua New Guinea, Đài Loan, Campuchia và các quốc đảo Thái Bình Dương. Khoảng 10 triệu liều sẽ được gửi tới châu Phi và sẽ lựa chọn với sự phối hợp của Liên minh châu Phi. Ngoài ra, khoảng 14 triệu liều tương đương 25% trong tổng số 55 triệu liều vaccine lần này sẽ được gửi trực tiếp tới các quốc gia có nhu cầu, trong đó có Việt Nam. Việc Mỹ chia sẻ hàng triệu liều vaccine với các quốc gia khác thể hiện một cam kết lớn của chính phủ, thông báo cho hay. Nguồn vaccine phân bổ trên bao gồm các sản phẩm của công ty Moderna, Pfizer và Johnson & Johnson. Với việc công bố kế hoạch này, mục tiêu phân bổ 80 triệu liều vaccine trước cuối tháng 6 của chính quyền ông Biden đã hoàn thành như đúng cam kết ban đầu. Tuy vậy, Nhà Trắng cũng cho biết những thách thức về hậu cần và rào cản ngôn ngữ sẽ tạo ra sự chậm trễ trong việc vận chuyển vaccine. Đầu tháng này, Tổng thống Biden cũng dự định tặng 500 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 do hãng Pfizer điều chế cho khoảng 100 nước trong 2 năm tới. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về plo@phapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.